Các bạn thân mến, như đã hứa với các em thì chị sẽ cùng với các bạn chữa cái câu 2 của phần làm văn ở trong đề số 05 trong một cái video clip. Và bây giờ thì chị đã quay video clip để có thể up lên cho các bạn ngay lập tức rồi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cái câu 2 ở phần làm văn của đề số 5 cùng với chị Kem nhé. Trước tiên các bạn sẽ quan sát giúp cho chị một chút về cái đề này. Thì các bạn thấy rằng là cái tác phẩm mà chúng ta đề cập đến đó là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Và cái dạng đề của chúng ta đây, bước đầu tiên vẫn là phân tích đề nhé. Cái dạng đề của chúng mình là dạng đề gì nhỉ? Phân tích. Đúng chưa nào? Dạng đề của chúng mình là dạng đề phân tích. Phân tích ở đây là phân tích một cái trích đoạn trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Vậy thì nhanh chóng các bạn sẽ gạch ra cho chị một số những thông tin về nhà văn Kim Lân này. Nhanh chóng các bạn sẽ gạch ra giúp cho chị một số những cái thông tin và các bạn nhớ về Vợ Nhặt. Và đặc biệt nhé, có một cái chị lưu ý đối với các bạn là các bạn phải ngay lập tức khi mà nhớ ra cái là mình phải có một cái phản xạ ngay lập tức. Đó là về năm sáng tác 1954. Nhớ giúp chị nha. Ok chưa nào? Thì đây là dạng đề phân tích. Phân tích cái trích đoạn này. Vậy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải phân tích về cái gì nhỉ? À, chúng ta phải phân tích về không gian, về thời gian và về đặc biệt là các nhân vật. Các nhân vật trong trích đoạn này. Được không ạ? Nhìn vào cái trích đoạn này thì các bạn đã thấy là đây là cái trích đoạn gì nhỉ? À, buổi sáng hôm sau ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Đúng chưa nào? Và hãy nhớ giúp cho chị cái này nữa nhé. Ok chưa ạ? Thì đây là những cái mà ngay lập tức các bạn sẽ list ra luôn cho chị để phòng cái trường hợp là sợ là chúng mình sẽ bị quên một số những cái thông tin về nhà văn Kim Lân. Ví dụ như là Kim Lân là một trong số những nhà văn, là một trong số những tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bởi vì bản thân nhà văn này thì tuổi thơ đã phải lăn xả, đã phải nghỉ học khi mà học hết bậc tiểu học. Sau đó đã phải nghỉ học và bươn trải làm rất nhiều những cái nghề nghiệp khác nhau. Thế nhưng mà bằng cái khả năng tự học của mình thì Kim Lân đã biến cuộc sống, cuộc đời trở thành một trường học để ông có thể trưởng thành. Và sau này khi mà bắt đầu bước vào văn đàn Việt Nam thì rõ ràng là bằng cái vốn hiểu biết và cái sự va chạm của mình với cuộc đời, Kim Lân đã viết những cái tác phẩm rất là gần gũi, rất là giản dị. Và chính cái điều này cũng đã ảnh hưởng tới cái phong cách viết của Kim Lân. Đó là đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn là đề tài về những người lao động, về nông dân, nông thôn Việt Nam. Và cái giọng văn của cái nhà văn này ấy, thì bao giờ cũng mang trong mình một cái đặc điểm là nó rất là gần gũi, giản dị, đôn hậu. Và chúng ta thấy là nó mang một cái đặc trưng rất là lớn của những cái vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là nhắc tới nhà văn Kim Lân là chúng ta sẽ nhắc tới nhà văn mà cả một cuộc đời của mình nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Đây là một trong số những cái nhận định mà nhà văn Nguyên Hồng, là một người bạn của nhà văn Kim Lân, đã chia sẻ với Kim Lân như vậy. Ok chưa ạ? Và tất cả những cái tác phẩm của Kim Lân, nếu như để ý một chút xíu, hồi lớp 9 thì chúng ta có được học chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân rồi, đúng không nào? Khi mà học chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, hay là lên lớp 12 chúng ta học Vợ Nhặt của Kim Lân, thì chúng ta nhìn nhận thấy một điều rằng là bản thân Kim Lân ấy, lúc nào cũng hướng mọi người về cái sự lạc quan. Đúng không ạ? Luôn luôn hướng mọi người từ cái sự lạc quan. Và cái kết, những cái kết mà Kim Lân đem tới cho chuyện ngắn của mình là những cái kết rất là có hậu. Phải không ạ? Hứa hẹn về một cái tương lai tươi sáng, dù rằng là không nói ra cụ thể là như vậy đâu. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ lưu ý cả về cái này giúp cho chị nữa nhá. Nói chung là để nói về nhà văn Kim Lân thì các em cứ chia ra giống như cái phần tác giả mà chị nói ấy, về cuộc đời này và về sự nghiệp văn học. Đấy là hai cái gạch đầu dòng quan trọng nhất. Nếu như mà các bạn có được cái phản xạ thì các em sẽ list ra cho chị luôn. Ok chưa nào? Phòng tránh cái trường hợp là sợ các bạn quên đấy. Nhiều khi là các bạn quên thật đấy. Nên là các bạn sẽ lưu ý giúp chị cái này. Thì chúng ta thấy rằng là đây là dạng đề phân tích, nhưng mà cũng ở thể nâng cao, đúng chưa ạ? Tức là sau khi phân tích xong, chúng ta sẽ thấy rõ được cái gì ạ? À, cái sự thay đổi trong tâm trạng. Sự thay đổi trong tâm trạng của các nhân vật vào buổi sáng hôm sau. Của các nhân vật vào buổi sáng hôm sau. Ok chưa? Nhá.
Thì đây sẽ là cái đề bài mà chúng ta sẽ cùng làm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn cùng với chị. Ok chưa? Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ làm. Bố cục của một bài văn chúng ta phải đảm bảo đó là mồm mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài của chúng ta vẫn sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề, được không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý là đối với vợ nhặt của nhà văn Kim Lân đấy, thì các bạn sẽ giúp chị là chúng ta có thể đi từ những cái hướng dẫn dắt sau. Một là về tác giả, chúng ta có thể lấy những cái thông tin về cuộc đời hay là sự nghiệp văn học của nhà văn Kim Lân, được không ạ? Là ý chí gì ạ? Là tấm gương. Được không? Về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đúng không ạ? Là một nhà văn như thế nào nhỉ? Cả cuộc đời nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy. Của cuộc sống nông thôn. Bên cạnh đấy thì Kim Lân cũng là một nhà văn rất là đa tài các bạn nhé. Kim Lân bên cạnh viết văn thì Kim Lân còn là diễn viên nữa. Và các em có biết không, cái bộ phim rất là nổi tiếng được dựng từ các cái tác phẩm văn học cũ ấy, đó là Làng Vũ Đại ngày ấy, thì Kim Lân đã thủ vai đó chính là Lão Hạc ở trong cái tác phẩm gì nhỉ, Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Ok chưa? Lưu ý giúp chị điều này nhé. Hoặc là các bạn có thể đi từ sự nghiệp văn học của nhà văn Kim Lân, đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn này, đúng không ạ? Nông thôn và nông dân Việt Nam. Ok không? Ví dụ là như vậy, được không ạ? Hay là chúng ta có thể lựa chọn về cái phong cách nghệ thuật, về sở trường. Ok chưa ạ? Thì đấy là những cái ý mà các bạn có thể sử dụng vừa để viết phần tác giả, và một lát nữa thì cái phần tác phẩm các bạn cũng sẽ đồng thời sử dụng được luôn. Nên là lưu ý giúp cho chị cái này nhá, được chưa nào? Thì đây là về tác giả, chị lấy ví dụ một cách đơn giản, ví như là trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Kim Lân được biết tới là tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thuở nhỏ gia đình sinh ra trong một gia đình nghèo, Kim Lân đã phải bươn trải rất nhiều những nghề nghiệp khác nhau và phải nghỉ học từ sớm để có thể phụ giúp gia đình. Thế nhưng cuộc đời đã trở thành một trường học rộng mở để cho Kim Lân được va chạm, được học hỏi, và chính điều này đã giúp cho ngòi bút của Kim Lân khi bắt đầu sự nghiệp viết văn đã để lại trong lòng độc giả những ấn tượng về một nhà văn với chất văn giản dị, gần gũi, đôn hậu. Một trong số những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn này đó là Chuyện ngắn vợ nhặt, và để lại nhiều ấn tượng nhất đối với độc giả là trích đoạn, hiểu không ạ? Sau đó mình sẽ trích cái trích đoạn ra. Ok chưa? Sau đó thì gì? Qua việc phân tích trích đoạn, chúng ta thấy được sự thay đổi trong diễn biến tâm trạng của những nhân vật chính trong chuyện ngắn. Ok chưa? Hiểu chị không? Nha. Ví dụ là như vậy. Thì đấy là về tác giả, tức là các em có thể khai thác một vài cái khía cạnh nhỏ của tác giả này và các bạn đưa vào cái phần mở bài. Đấy là cái cách đầu tiên mà chị hướng dẫn cho các bạn. Bên cạnh việc là chúng ta có thể dẫn dắt từ tác giả, thì các bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt từ những ý sau. Đó là từ đề tài, được không nào? Đây, chúng ta bắt đầu từ cái này. Chị thấy là có một cái mở bài khá là quen thuộc đối với các bạn, đó là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là có một cái mở bài mà nó ở cái dạng là đề tài nông dân ấy, đã trở thành một cái mảnh đất màu mỡ để cho những nhà văn cày những đường cày thật đẹp ấy. Các em nhớ không? Sau đó thì chúng ta biết tới Chí Phèo của nhà văn Nam Cao này, kiểu như là mình sẽ trích dẫn ra ấy. Đó, đúng không? Chúng ta có Chị Dậu này. À chị xin lỗi, lại chị dậu là nhân vật chính nhá. Tắt Đèn này, của Ngô Tất Tố này. Ok chưa? Và đặc biệt là gì nhỉ? Đặc biệt là Kim Lân cũng đã ghi dấu ấn của mình bằng tác phẩm Vợ Nhặt. Ví dụ là như vậy, kiểu thế. Được không ạ? Nha, hay là Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Thì đấy, chúng ta có thể làm theo kiểu như thế giúp cho chị.
Ok chưa? Tức là giống như kiểu đòn bẩy ấy. Tác giả này với tác phẩm này, tác giả này với tác phẩm này, tác giả này với tác phẩm này và tác giả này đặc biệt kia với tác phẩm này. Kiểu như vậy. Sau đó thì cũng đúng theo cái tiến trình chúng ta dẫn ra về phần chúng ta tiếp tục dẫn ra về cái phần gì nhỉ? À về cái phần tác giả xong này dẫn đến tác phẩm, sau đó đến vấn đề. Ok chưa? Hiểu chị không? Hoặc là các bạn cũng có thể đi từ nhận định. Thì nói chung là các em có thể thoải mái lựa chọn để viết được một cái mở bài ấn tượng nhá. Cái phần này thì chiếm 0,5 điểm thôi, nhưng chị nghĩ là nó cũng khá là quan trọng. Bởi vì giống như kiểu là chúng ta sẽ cởi bỏ được cái nút thắt đầu tiên đấy, vạn sự khởi đầu nan mà, đúng không ạ? Rõ ràng là cái phần mở bài này đóng một cái vai trò giống như kiểu là một cái cánh cửa mở ra cái phần nội dung các em viết. Và để cho người đọc, người chấm bài của các em có cảm thấy rằng là thoải mái hay không, có thiện cảm hay không. Được không ạ? Nhá. Đấy là phần mở bài, tiếp tục chúng ta đến với phần thân bài cùng với chị. Ở trong phần thân bài đây là dạng đề phân tích, thế nên chúng ta vẫn cứ theo cái giản ý mà chị đã đưa ra cho các bạn là được. Được không ạ? Phần thân bài luận điểm số 1, chúng ta sẽ nói về tác giả tác phẩm. Ngắn gọn thôi ạ. Về Kim Lân chúng ta chỉ viết khoảng 2-3 dòng để dẫn vào thôi. Chúng ta có thể nói về sự nghiệp sáng tác của tác giả này cũng được, nói về đề tài mà người nghệ sĩ này theo đuổi. Ok chưa? Sau đó từ cái đó chúng ta dẫn vào cái phần tác phẩm này luôn. Thì ở trong phần tác phẩm này chúng mình sẽ cùng nhau trọng tâm nói về cái hoàn cảnh sáng tác. Được không ạ? Nói về vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng ta sẽ nhắc tới khoảng thời gian vào năm 1945. Trong những ngày đầu cách mạng tháng 8 thành công ấy, thì Kim Lân đã viết một cái tiểu thuyết mang tên là Xóm Ngụ Cư. Đúng không ạ? Tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư. Nhưng mà sau đó thì đã bị thất lạc bản thảo. Và vào năm 1954, khi mà hòa bình lặp lại thì dựa vào một phần cốt truyện cũ, Kim Lân đã viết tác phẩm Vợ Nhặt. Và tác phẩm này thì được in trong tập Con Chó Xấu Xí xuất bản năm 1962. Ok chưa ạ? Các bạn lưu ý giúp chị nhá. Thì đấy là những cái thông tin cần thiết mà các bạn sẽ nói giúp chị. Được không ạ? Nói về cái tác phẩm này. Và trong một cái bài chia sẻ thì Kim Lân có chia sẻ rằng là ban đầu thì Kim Lân định viết một cái tiểu thuyết, nhưng mà chẳng hiểu là loanh quanh thế nào mà lại ra chuyện ngắn. Đấy, thì các em cũng có thể trích dẫn thêm ở trong cái phần tác giả tác phẩm này để khác biệt đi, để sâu sắc hơn. Thì các bạn có thể đưa ra một cái trích dẫn chia sẻ của tác giả này, hay là đưa vào một cái trích dẫn của ai đó nhận xét về Kim Lân này, hay là đưa vào một trích dẫn của ai đó nhận xét về tác phẩm Vợ Nhặt này. Hiểu chị không? Nhá. Rồi thì đấy là cái luận điểm số 1. Tiếp theo luận điểm số 2 ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Đúng không nào? À, chúng ta thấy rằng là cái đề bài của chúng ta là buổi sáng hôm sau, đúng không ạ? Đây ạ, sáng hôm sau mặt trời lên cao bằng con sào, chàng mới trở dậy chấm chấm. Trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Tức là chúng ta định hình được là đây là những cái gì ạ? Đây là cái khung cảnh buổi sáng hôm sau rồi. Thế thì cái ý đầu tiên mà chúng ta viết trong phần phân tích, chúng ta sẽ nói một chút, tức là khái quát. Được không ạ? Khái quát về cái tác phẩm này để dẫn tới cái trích đoạn đó. Thì ở trên này các bạn cũng có thể thêm một ý ở trong tác giả tác phẩm nhé. Các em nói luôn cái trích đoạn này là thuộc về phần cuối của tác phẩm Vợ Nhặt. Ví dụ là như vậy, được chưa ạ? Chúng ta sẽ khái quát về tác phẩm có những ý như sau. Vợ Nhặt kể về gì? Được không ạ? Được không nào? Vợ Nhặt kể về gì? Ngắn gọn thôi ạ. Ví như là cái đoạn này các em có thể viết là gì ạ? À, thiên truyện Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân kể về nhân vật chàng. Được không ạ? Kể về nhân vật chàng là một người rất là xấu xí, thô kệch, thế nhưng lại gì ạ? Tức là bao chứa trong mình, hàm chứa trong mình, mang trong mình tất cả những cái phẩm chất đóng đinh cho cái việc là sẽ ế vợ, thế nhưng lại nhặt được vợ trong cái bối cảnh, trong những cái tháng ngày đói gì ạ? Trong những cái trong nạn đói năm 1945. Đúng không ạ? Chàng sống cùng với bà cụ tứ. Và sau khi mà đấy, chúng ta sẽ dẫn tới trước tiên là kể về cái câu chuyện chàng nhặt được vợ và dẫn tới cái này. Được không nào? Người phụ nữ này đã theo chàng về nhà và sau đó cả hai đã nhận được sự chấp thuận từ người mẹ hiền hậu là bà cụ tứ. Để rồi buổi sáng hôm sau, cả ba nhân vật đã có những sự thay đổi về diễn biến tâm trạng một cách vô cùng ngoạn mục. Ví dụ là như thế. Hiểu chị không? Tức là các em phải có một cái phần nho nhỏ để các em hình dung, giúp cho người đọc hình dung được rằng là à, không phải đột nhiên mà tôi lao vào tôi phân tích cái đó luôn, mà tôi phải trình bày, mặc dù là người chấm đã biết tổng cái đó rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn phải trình bày để người chấm hiểu là các em đi từng bước một, từng quy trình một, chứ không phải là đụng một phát vào là phân tích luôn.
Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta mới trọng tâm. Đây là cái luận điểm trọng tâm, cái ý trọng tâm này. Chúng ta sẽ phân tích các nhân vật ở buổi sáng hôm sau. Các nhân vật ở buổi sáng hôm sau. Ok chưa ạ? Rồi, trước tiên chúng ta sẽ có chàng trước. À, buổi sáng hôm sau chàng thức dậy muộn. Đúng không ạ? Thức dậy thì mặt trời đã lên cao bằng con sào. Đúng không? Chàng bước ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật vươn vai và cảm thấy là trong người êm ái lửng lơ như người từ trong giấc mơ đi ra. Đúng chưa ạ? Cái phần này thì các bạn có thể mở sách giáo khoa ra để kết hợp thêm với những cái phần dẫn chứng ở trong này. Nhưng mà chị thì chị sẽ không mở. Nhưng mà các bạn thì các em có thể mở ra ở trong cái giai đoạn này để các bạn thêm một lần nữa học lại những cái dẫn chứng. Được không nào? Các bạn có thể mở ra để học lại những cái dẫn chứng. Ok chưa? Tất nhiên là đi thi thì làm gì được sử dụng sách giáo khoa đâu. Nhưng ý chị là gì? Ý chị là các bạn mở ra để các em ôn lại dẫn chứng. Ở trong cái giai đoạn này các bạn vẫn đang ôn mà, phải không? Đó, đây. Đây là cái đoạn mà chúng ta có đây. Ok chưa? Đây là cái đoạn mà chúng mình có đây. Sáng hôm sau mặt trời lên cao bằng con sào, chàng mới trở dậy. Đây, hắn chắp tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng hè ánh sáng mùa hè sáng lóa sói vào con mắt còn cay xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi, rồi bỗng vừa nhận ra xung quanh mình vừa như có gì đổi mới khác lạ. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ao nước vẫn để khô cong dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắt. Đống rác mùn tung bành ngay lối đi đã hót sạch. Được không ạ? Đấy thì các em sẽ có thể mở sách giáo khoa ra và các em gạch dẫn chứng luôn giúp cho chị nhá. Thì trước tiên là chàng đã có thay đổi về thói quen sinh hoạt, đúng không? Mọi hôm thì gì nhỉ? À, mọi hôm thì chắc là phải mọi hôm thì phải dậy sớm để đi làm, nhưng hôm nay thì thức dậy khá là muộn, đúng chưa ạ? Và trong người cảm thấy, tức là thay đổi về mặt tinh thần nữa, đúng không ạ? Lững thững bước ra, tức là một cái gì đấy nó rất là cuộc sống đã được kéo chậm lại, đúng không ạ? Cảm giác như là rất là thoải mái và khoan khoái tinh thần ấy. Cảm thấy rất là sảng khoái sau đêm tân hôn với người vợ của mình, trong cái niềm hạnh phúc khi mà trong cái nạn đói khủng khiếp như vậy thì một người vốn dĩ bị đóng đinh cái số phận là ế vợ như chàng đột nhiên lại nhận được vợ, đúng chưa nào nhá? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị điều này. Trước tiên là chúng ta có một cái sự thay đổi về tinh thần là như vậy. Ok chưa ạ? Sau đó thì sao nhở? Bắt đầu chàng mới làm gì? Hành động này, sự thay đổi trong hành động này. Ngắm nhìn xung quanh thấy mọi vật đổi khác, đúng không? Ngắm nhìn xung quanh thấy mọi vật đổi khác, đúng không ạ? Và cảm thấy rất là bất ngờ về điều này. Đặc biệt là cái sự thay đổi về người vợ của mình, đúng không ạ? Người vợ hôm qua chanh chua chỏng lòn bao nhiêu thì hôm nay đã trở thành một người vợ đúng mực, phải không nào? Và chính những cái sự thay đổi xung quanh về khung cảnh, về con người đó đã khiến cho chàng bây giờ cảm thấy gắn bó và yêu thương với căn nhà của mình, với gia đình của mình. Đúng chưa nào? Đây đã là một cái sự thay đổi rất là lớn đối với bản thân của anh cu chàng. Và chính cái hạnh phúc tình yêu chính là cái ngọn lửa để thắp, để sưởi ấm cái trái tim của một cái anh chàng mà được gọi là cái đứa trẻ to đầu của người mẹ của bà cụ Tứ, đúng không ạ? Rồi, sau đó thì sao nhở? À, hắn cảm thấy yêu thương gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. À, còn nghĩ về tương lai nữa các bạn ạ. Nghĩ về tương lai. Trong cái niềm hạnh phúc với những cái hứa hẹn về cái hạnh phúc sau này, đúng chưa nào? Và sau đó đã chạy ra sân để xăm xăm chạy ra để muốn làm một việc gì đó để tu sửa căn nhà. Tu sửa căn nhà. Đúng chưa nào? Vậy thì rõ ràng là anh cu chàng bây giờ đã gì nhở? Anh cu chàng bây giờ đã thay đổi về cả cái suy nghĩ của mình, về cả cái hành động của mình. Và chúng ta thấy rằng không còn thấy hình ảnh của một đứa trẻ to đầu nữa. Bây giờ chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của một người chủ gia đình. Đúng không ạ? Chúng ta thấy được hình ảnh của một người chủ gia đình. Chúng ta thấy được hình ảnh của một người đàn ông đĩnh đạc, có trách nhiệm,
Đúng không ạ? Một người chồng có trách nhiệm và một người con như thế nào nhỉ? Có hiếu. Đúng chưa ạ? Sự thay đổi, chính cái hạnh phúc tình yêu, cái hơi ấm của tình yêu đã giúp cho anh cô chàng thay đổi như vậy. Được không ạ? Rồi, thì sau đó thì sao nhỉ? Anh cô chàng sau đó thì như thế nào? Khi mà anh cô chàng như vậy, sau đó thì như thế nào nhỉ? À, trong bữa cơm ngày đói. Đúng không ạ? Trong bữa cơm ngày đói. Chúng ta cứ phân tích từng nhân vật một nhé. Trong bữa cơm ngày đói. Đúng không? Trong bữa cơm ngày đói thì gì nhỉ? À, nói toàn là chuyện vui thôi. Thế nên là như thế nào ạ? Chàng vâng dạ với mẹ rất ngoan ngoãn. Hành động thay đổi đấy ạ. Đúng không? Vâng dạ với mẹ rất ngoan ngoãn. Bây giờ là gì ạ? Vâng dạ với mẹ rất là ngoan ngoãn. Và chúng ta thấy rằng là chưa bao giờ trong nhà này mà mẹ con lại đầm ấm và hòa hợp như thế. À, chúng ta thấy không ạ? Đúng là có vợ vào rồi khiến cho anh cu chàng, bản thân anh cu chàng thay đổi rất là nhiều thứ luôn. Và đây, đột nhiên cảm thấy là yêu thương mẹ mình hơn, thương mẹ mình hơn. Và đã thể hiện bằng những cái hành động đó là vâng dạ rất là ngoan ngoãn trước những cái lời chỉ bảo của mẹ. Đúng không ạ? Và sau đó, anh cu chàng trong cái bữa cơm ngày đói ấy, khi mà gì? À, khi mà nghe thấy cái gì nhỉ? Khi mà nghe thấy tiếng trống thúc thuế ấy. Đúng không? Nói về cái câu chuyện là Việt Minh đi phá kho thóc của Nhật, thì trong đầu anh chàng bây giờ lại hiện ra cái gì nhỉ? Hình ảnh của đám người đói đi phá kho thóc. Đúng không ạ? Và với cái sự tiếc vẩn, tiếc vơ, đúng không nào? Đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Có nghĩa là đây là cái hình ảnh mà hứa hẹn về cái tương lai của nhân vật anh cu chàng. Với một cái căn cốt khỏe mạnh thì rất có thể sau đó anh cu chàng sẽ cùng với vợ của mình trở thành những cái người chiến sĩ giải phóng cho chính quê hương của mình. Đúng không ạ? Chúng ta thấy chưa nào? Ok chưa? Được không nào? Ok chưa? Thì đấy là với nhân vật anh cu chàng. Đấy là những cái ý chính. Các bạn sẽ có thể tìm những cái dẫn chứng và phân tích sâu hơn nhé. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ phân tích về người vợ Nhật này. Và sau đó chúng ta sẽ phân tích về bà cụ Tứ này. Ok không ạ? Bà cụ Tứ. Thì chúng ta thấy rằng là người vợ Nhật ngày hôm qua còn là một cái người đàn bà như thế nào nhỉ? Mặc cái bộ quần áo rách tả tơi như tổ đỉa, mặt xám xịt, đúng không ạ? Chanh chua chỏng lòn lăn xả vào miếng ăn. Thì ngày hôm nay lại trở về hình ảnh của một người vợ đúng mực. Hình ảnh người vợ, người phụ nữ đúng mực. Người phụ nữ đúng mực. Phải không ạ? Thứ nhất là gì ạ? Rất là chăm chỉ dọn dẹp. Chăm chỉ dọn dẹp, dậy sớm, đúng không ạ? Chăm chỉ dọn dẹp. Và gì nhở? Đấy, qua cái lời mà anh cu chàng, qua cái suy nghĩ của anh cu chàng ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì? À, chàng non thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì trao chát chỏng lọn như mấy lần chàng gặp ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu trí làm ăn không? Đấy, được không ạ? Tức là như thế nào nhở? Trở về hình ảnh của một người phụ nữ đúng mực, một người vợ đúng mực. Và chúng ta thấy rằng là trong bữa cơm ngày đói cùng mẹ chồng này, chỗ này nhá, cùng mẹ chồng xăm xắn dọn dẹp, đúng chưa nào? Rồi, cùng mẹ chồng xăm xắn dọn dẹp. Và trong bữa cơm ngày đói thì chúng ta chú ý hành động của nhân vật thị nhá. Đúng không ạ? Khi mà bà cụ Tứ nói toàn chuyện vui thì thị cũng hưởng ứng. Và sau đó gì ạ? Khi mà bà cụ Tứ mà chạy xuống lễ mễ bê lên một cái bát, một cái nồi đầy gì ạ, khói bốc nghi ngút, và nói rằng là à, chè đấy. Sau đó thì nhận ra là đó là cháo đắng, đúng không ạ? Thì người con dâu đã đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, và hai con mắt của thị tối lại. Nhưng mà sau đó thì thị lại điềm nhiên, được không ạ? Sau đó thì thị lại điềm nhiên và vào miệng. Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng là đây là cái hành động thể hiện cái sự chấp nhận của thị, được không ạ? Thể hiện sự chấp nhận của thị. Thị đã chấp nhận cái gia cảnh nghèo khó của chồng mình và sẵn sàng cùng với chồng mình vượt qua những cái khó khăn đó. Đây là một trong những cái hành động chúng ta phải chú ý. Khi mà chúng ta phân tích nhân vật thì chúng ta phải chú ý về hành động. Bởi vì là kể cả chúng ta nhìn nhận một con người thì chúng ta cũng phải chú ý vào những cái hành động mà, phải không ạ? Đấy, lưu ý giúp chị nhá. Ok không? Lưu ý giúp chị nhá.
Chúng ta đã thấy được là gì ạ? Thị bây giờ đã chấp nhận, đã trở thành một người phụ nữ đúng mực và sẵn sàng cùng với chồng, cùng với mẹ chồng của mình xây dựng gia đình dù là có khó khăn hay không. Và cũng chính Thị là người đã gợi ý cho chồng của mình về gì ạ? Về Việt Minh, về đoàn người đi phá kho thóc. Tức là người mở ra cho anh cu chàng về cái tương lai phía trước. Đúng không ạ? Hiểu chị không nào? Rồi, thì đấy là người vợ Nhật. Với bà cụ Tứ thì sao? À, bà cụ Tứ chúng ta thấy rằng là cũng qua cái suy nghĩ của chàng thì bà mẹ của chàng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác thường. À, trước tiên là mặt, gương mặt thì nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác thường. Được không ạ? Và gì ạ? Bà cụ Tứ gì nhở? Cùng với con dâu dọn dẹp cái niềm hạnh phúc đấy lan tỏa, mặc dù là người nhiều tuổi nhất ở trong gia đình, thế nhưng ở trong bữa cơm bà cụ Tứ lại chính là người nói toàn chuyện vui, nói toàn chuyện vui và gợi cho những đứa con của mình về một cái tương lai tốt đẹp, được không ạ? Sau đó thì gì, bà cụ Tứ gì nhỉ, gọi là kỳ công chuẩn bị cho những đứa con của mình một cái nồi chè khoán, theo cách gọi của bà cụ Tứ nhưng thật ra là một nồi cháo cám. Đúng không nào? Đặt đũa xuống, đặt bà lão đặt đũa bát xuống nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ. Được không ạ? Tức là chúng ta thấy rằng là bà cụ Tứ đóng vai trò giống như là một cái người mà thắp lên cái ngọn lửa tình yêu và niềm vui ấy. Thắp lên niềm vui. Và thắp lên cả niềm tin nữa. Thắp thêm những cái niềm tin động lực cho những đứa con của mình nữa. Được không ạ? Sự thay đổi. Đây là một cái người mà cái điểm tựa tinh thần rất là lớn, phải không nào? Và chúng ta thấy rằng là cả ba nhân vật này đều đã có cái sự thay đổi về tâm trạng buổi sáng hôm sau. Và nếu như mà hỏi về lý do gì đã giúp cho bản thân họ, đã khiến cho bản thân họ có được một cái sự thay đổi tích cực như vậy, thì có lẽ là chính khởi nguồn là từ cái cơ sự, cái cuộc hôn nhân vô cùng bất ngờ. Nhưng mà thẳng thắn nhìn nhận thì đó là tình yêu thương, đúng không nào? Đó là tình yêu thương nhá, lưu ý giúp chị nhá. Tình yêu thương đã lan tỏa và đó là những cái phẩm chất vô cùng đẹp đẽ, những cái phẩm chất vô cùng đẹp đẽ của những người lao động Việt Nam trong cái giai đoạn trước cách mạng, trong cái nạn đói năm 1945. Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị nhá. Sau đó các bạn sẽ làm luận điểm 3. Các em trong cái phần này thì không có cái gì nâng cao để chúng ta phải giải thích cả. Thật ra cái phần câu hỏi của chúng mình ở trên này ấy, làm rõ sự thay đổi trong tâm trạng là chúng ta đã làm rồi. Thế nên bây giờ chúng ta chỉ cần khái quát lại ở đây thôi. Thì các em sẽ khái quát về mặt nội dung. Thì ở trong phần khái quát về nội dung này, các em sẽ nói về cái sự thay đổi của chàng, của Thị và của bà cụ Tứ. Ok chưa? Sau đó thì các em sẽ khái quát về nghệ thuật, được không ạ? Và sau đó các bạn sẽ kết bài thôi. Chị nghĩ là đây là một cái đề khá là đơn giản. Ở trong phần kết bài này thì các bạn sẽ khái quát lại vấn đề, sau đó nêu ra những cái cảm nhận cá nhân của các em về cái vấn đề mà các em vừa phân tích. Ok chưa nào? Nhá. Thì các em ơi, chúng ta ở thời điểm hiện tại các bạn chưa nhớ được nhiều dẫn chứng. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sách giáo khoa để các bạn học lại dẫn chứng giúp cho chị. Bởi vì văn xuôi thì nói dễ thì cũng rất là dễ, nhưng mà chúng ta sẽ thường có một cái lỗi cực kỳ là lớn mà các bạn gặp phải, đó là chúng ta hay bị sa đà vào cái phần kể lại. Mà chị thì chị không muốn là các bạn sẽ bị sa đà kiểu như thế. Nên là chỉ có một cách là chúng ta phải học dẫn chứng. Chúng ta phải biết phân tích. Tức là sau khi mà chúng ta học, đọc được cái dẫn chứng đó rồi, đọc được cái văn bản đó rồi, chúng ta phải suy ra được cái gì. Chúng ta nhắc đến được cái hành động đó rồi thì chúng ta phải suy ra được ý nghĩa của cái hành động đó là cái gì, ý nghĩa của sự thay đổi đó là cái gì. Hiểu chị không ạ? Tức là cái quan trọng mà người giáo viên muốn nhìn thấy từ các bạn ấy là những cái gì mà các bạn suy ra ấy. Sau khi các bạn bóc tách thành từng ý nhỏ rồi, ok rồi, thì các bạn trình bày ra rồi, các em sẽ còn phải suy ra cái gì rút ra từ cái đó nữa, được không ạ? Giống như ở cái phần này này, cái phần khái quát ấy, các bạn còn phải nêu ra được cái gì ạ? Cái sự trân trọng của Kim Lân đối với những người lao động như nghèo khó là như thế nào, những người lao động trước cách mạng là như thế nào, và tình cảm của Kim Lân dành cho họ ra sao, được không ạ? Cái sự thay đổi này nói lên cái gì? Nói lên cái niềm lạc quan, cái niềm tin tưởng của Kim Lân vào những phẩm chất tốt đẹp của những người lao động, kiểu như vậy, hiểu chị không ạ? Thì đấy là những cái mà các bạn phải suy ra sau khi mà các bạn phân tích. Ok chưa? Còn nếu như mà chỉ đơn thuần là chỉ kể lại thôi thì không còn phải là phân tích nữa. Hiểu chị không ạ? Nếu như mà các bạn kể lại thì các bạn sẽ rất là hay bị sa đà và các bạn sẽ bị kiểu như là tiết chế về cái mặt dung lượng ấy.
các em sẽ cảm thấy là ôi chị ơi sao em viết được ngắn như thế, bởi vì đơn thuần là em chỉ kể lại thôi chứ em đâu có phân tích đâu. Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn có thể liên hệ mở rộng thêm với những cái nhận định của các tác giả về chuyện ngắn vợ nhặt, hay là nhận định của những cái tác giả khác về Kim Lân, hoặc là các em có thể liên hệ với những cái tác phẩm nó cùng đề tài, ví dụ như là Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan, hay là Chị tắt đèn của Ngô Tất Tố, hay là Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, để chúng ta nhìn ra được cái chất riêng của Kim Lân. Ok chưa? Nhá. Trên đây thì chị đã hướng dẫn cho các bạn làm câu 2 của đề số 5 rồi. Ngày mai là đề số 7, chúng ta sẽ gặp nhau với cái đề cuối cùng. Và chị hy vọng là các bạn sẽ cố gắng lên học sớm để chúng mình có thể, như thế nào nhỉ, gặp nhau buổi cuối và nhận một món quà siêu to khổng lồ từ team học văn chị Yên nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết phần video clip này. Nhớ ghi bài đầy đủ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.